Xin chào tất cả bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review về cái dự án ICO Mandala này. Thì cái dự án này đang mở bán trước, kết thúc vào ngày 31 tháng 5 và còn 12 ngày 12 giờ 44 phút nữa. Thì cái chương trình mở thưởng này với tiền thưởng 25% vẫn còn dạng cho đến ngày 31 tháng 5 này. Thì cái chương trình bonus 25% này sau đó cái chương trình này kết thúc thì sẽ giảm xuống còn 10% và 5%. Thì cái ở đây nó có cái short cap là 3 triệu 3,81 triệu và cái hard cap là 18 triệu. Và cái Mandala này là một cái cuộc trao đổi tài sản kỹ thuật số mang tính cách mạng nhằm phá vỡ thị trường. Đây là cái video cái quỹ bởi cái asset này, các bạn có thể xem dựa trên cái blockchain công nghệ và thiết kế. Đây là cái giao diện của cái Mandala lake.com này, các bạn có thể xem trên cái màn web hoặc là làm web máy tính hoặc là trên cái thiết bị di động thông minh này. Thì đây là cái kết nối vũ trụ thông qua cái blockchain Mandala, đến cái cơ hội cho công chúng, mà đến cơ hội cho công chúng thì kiến thức là sức mạnh và hiểu được cái sân chơi trước khi bạn bắt đầu cái trò chơi thì là khởi đầu. Khi nói đến cái giao dịch và đầu tư thành công này thì cryptocurrency sẽ là trao đổi cái tài sản kỹ thuật số là khó nắm bắt để hầu hết nơi mà sự phức tạp và nguồn lực hạn chế nghiêng cấm nghiêng một cái cảnh quan gian khổ. Thì Mandala này ở đây có thể thay đổi điều đó và công cụ và nguồn lực trao đổi và giáo dục người dùng, tăng cái tiềm năng lợi nhuận sự tham gia cân bằng trong cái không gian blockchain và đẩy nhanh cái việc chấp nhận hàng loạt. Thì ở đây có cái những cái phiên bản video về tài liệu về cái này, đó là giấy trắng on paper, bạn có thể tải về để đọc thêm chi tiết về cái chương trình dự án này. Ở đây cung cấp một nền tảng giao dịch nâng cao thì Mandala là một dành riêng cho cái trải nghiệm người dùng. Với cái giáo dục thì tài nguyên và hướng dẫn từng bước của Mandala có thể trang bị cho các cá nhân các công cụ và kiến thức thay đổi chiến lược phản ứng thành giao dịch chủ động và ra quyết định đầu tư. Bắt đầu với những cái điều cơ bản, việc nâng cao nhận thức chuyên môn và đánh giá âm thanh là một cái phần thiết yếu trong việc hành phát triển nắm bắt động lực của thị trường này. Để hỗ trợ khách hàng là ưu tiên hàng đầu cho cái nhóm Mandala, thừa nhận rằng mỗi cái dịch vụ chi tuyệt vời như những người dùng làm cho nó thành công. Với bạn trong cái tâm trí này, Mandala sẽ cung cấp một cái cổng thông tin được thiết kế giúp bạn có thể được có những câu trả lời cần với những sự vật và vào trong cái nhạy càng thúc đẩy cái nhiệm vụ khách hàng của chúng tôi. Với sự kết nối thì giao dịch và đầu tư không phải là một cái liên doanh độc lập. Mandala sẽ giới thiệu một cái khía cạnh xã hội thế hệ tiếp theo cho nền tảng những người đóng góp bổ ích thông qua cái việc sử dụng mã thông báo MDX và cho sự tham gia của họ trong cái cộng đồng này. Nếu không có kết nối, chúng ta sẽ không đi xa đến mấy, chuyển từ cái Internet của mọi thứ sang Internet có giá trị. Chuyển đổi trải nghiệm người dùng, Mandala hiện đại hóa cái và thích ứng với nhu cầu của ngày mai. Một công cụ mạnh mẽ. Với công cụ mạnh mẽ, người dùng có thể quyền kiểm soát nhiều hơn bao giờ hết. Với cái giao diện người dùng được tập trung hợp lý, được xây dựng trên nền tảng của một công cụ giao dịch có khả năng xử lý hàng triệu giao dịch mỗi giây và các cụ giao dịch tự động tại chỗ thì phân tích và chiến lược có nguồn gốc từ AI sẽ bổ sung cho cái trải nghiệm được cung cấp thông tin thông qua cái nền tảng giao dịch tiên tiến của Mandala. Phí thấp hơn thì Mandala cung cấp một cái cơ cấu phí cạnh tranh thông qua cái sàn giao dịch nơi người dùng có thể sử dụng cái mã thông báo thông MDX để tiết kiệm đáng kể hơn trong các hoạt động giao dịch và đầu tư của họ. Thì bạn kiếm được cái lợi nhuận đó thì bạn nên gác với có nên gác với họ hay không? Thì cứ tiếp tục tiến về phía trước thì mang tiền điện tử và tiền tài sản kỹ thuật số cho cái công chúng bằng cách khắc phục những hạn chế của ngày mai, tầm nhìn xa và cái khả năng thích ứng với cái cảnh quan luôn thay đổi của chúng tôi cho phép nhóm Mandala liên tục tinh chỉnh cái nền tảng của chúng tôi thông qua các khả năng giao dịch chưa từng có, tài nguyên giáo dục và bảo mật người dùng nâng cao, trải nghiệm người dùng tốt hơn. Mandala là một cái nền tảng giao dịch tiền điện tử được xây dựng cho các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm và những người mới thì có một kế hoạch và biết khi nào cần thay đổi chiến lược, là một cái nửa trận chiến. Chức năng tổ chức nền tảng và các công cụ và tài nguyên có thể tùy chỉnh được phân phối thông qua các không gian làm việc sạch sẽ là túi quan trọng để thành công với tư cách là một nhà giao dịch trao đổi. Mandala cải thiện trải nghiệm người dùng với sự linh hoạt thông qua tùy chỉnh cho phép cá nhân tận dụng tối đa cái nền tảng giao dịch và tạo cái giao diện phù hợp với họ. Thì lợi ích của cái MDX này, mã thông báo MDX có thể đẩy thêm cái danh mục cho bạn. Chủ sở hữu mã thông báo MDX thì có thể mở khóa các tính năng và tài nguyên độc quyền tạo cho họ cái lợi thế khi họ áp dụng cái nền tảng Mandala cho cái chiến lược đầu tư và kinh doanh của mình. Chiến lược rủi ro lợi nhuận tín hiệu cảnh báo Mandala Trade Assistant. Đây là những cái tín hiệu của cái dự án này, các bạn có thể tham khảo. Thì đây là cái roadmap lộ trình của Mandala.
các bạn có thể thấy ở cái quý 7 2017 thì bắt đầu phát triển phân tích thị trường ra thu nhận tài nguyên, quý 1 2018 bắt đầu hình thành công ty và những cái tuyển dụng và bắt đầu phát triển. Quý 2018 thì bắt đầu cái chương trình bán trước pre-sale và các xây dựng cộng đồng phát triển Win và UX phát triển thương mại. Quý 3 này phân bản cái beta nền tảng Mandala thử nghiệm ứng suất bổ sung và kiểm tra bảo mật của bên thứ ba. Quý 1 2019 thì sản xuất cái ví thử nghiệm beta phần cứng Mandala và xuất bản beta trên thị trường cái MNX phát hành cái ứng dụng trên Android. Quý 4 2018 thì cái nền tảng Mandala phát hành đầy đủ phiên bản beta xã hội MNX tích hợp ví tiền trên bên thứ ba với phát hành ứng dụng trên iOS. Quý 2 2019 thì Mandala vì ví phần cứng phát hành mở rộng cặp giao dịch kiểm toán tài chính hàng năm. Tổng gỡ đội Mandala đây là những cái người sáng lập bên công nghệ bên Mandala Exchange. Ví dụ ông đồng sáng lập CEO là ông Ned Flanders, CSO là Alain Handa, CMO là Trevor Swaher, CTO là Jas Denny, giám đốc công nghệ thông tin là Sam Zadani, giám đốc đồ họa chuyển động là Jenny Das, giám đốc tuyển tiếp thị kỹ thuật số là Justin Hass, giám đốc điều hành là David Horneman, giám đốc truyền thông là Dragic Van der Vos, nhà thiết kế cấp cao là Darren Prince, quản lý dự án là Will Smith, phát triển kinh doanh là Andrew Kaman, nhà chiến lược truyền thông xã hội là Randy Halinski, lãnh đạo cộng đồng là Jan Chari Nis, lãnh đạo cộng đồng là Alex Skolkanaker và John Boy, Annabel Hiraki là nhà chiến lược truyền thông xã hội, Mabel Zit Darren là nhà phát triển chiến lược truyền thông xã hội. Với những đội cố vấn gồm những ông tiến sĩ Pones Handa, Bill Knee, Barry Hupquist, Frank Cusio, Rachel Zuben, Neil Pianis, Joseph Riven, John Campbell, Rad Kety. Thì ở đây ngày 1 tháng 6 2018 đánh dấu sự bắt đầu của bản mã thông báo MD. Thì ở đây cái phân bổ bản mã thông báo token này thì sẽ chiếm 65%, đội nhóm 20%, cố vấn và bao thi phần thưởng 5%, research là dự trữ 10%. Về cái token sale này thì dành cho 40% phát triển, vận hành 20%, marketing tiếp thị 25%, quý quỹ là 15%. Chi tiết mã thông báo ở đây các bạn có thể xem cái chương trình quý quỹ ở đây. Về cái chương trình crowd sale này thì cái soft cap là 3 triệu đô, hard cap là 18 triệu đô và cái hình thức trả thanh toán qua Ethereum, Bitcoin hoặc Litecoin, và tổng số đã mua tổng cung cấp ở đây là 260 triệu. Với cái chương trình pre-sale là giá là 0,07 đô với 25% bonus, thì tuần đầu tiên của crowd sale là 0,07 đô cộng với 10% thưởng. Tuần 2 của cái chương trình sale là 0,07 đô cộng với 5% bonus. Tuần 3 đến 6 là 0,07 đô cộng với 0 và 0 bonus. Thì chương trình crowd sale này bắt đầu từ 1 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018. Các bạn có thể mua mã thông báo một ngày hôm nay và nhận được cái những cái thưởng bonus của cái dự án Mandala ngay bây giờ. Thì trên đây là cái video review đánh giá của mình về cái dự án Mandala này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.